Xin chào các bạn đã quay lại với CLCTA và hôm nay mình sẽ quay một cái hiệu ứng nhỏ nhỏ trên Mediabang rất là hữu ích cho khi mà các bạn vẽ truyện tranh, mà các bạn có thể sử dụng cái cách làm này cho tất cả các phần mềm vẽ truyện tranh khác. Và nó có hai cách ha. Rồi, cái hiệu ứng đó là gì? Hiệu ứng đó nó gọi là glow, là tỏa phát sáng, tỏa sáng ra, hoặc là neon, tức là một cái dạng giống như cái bóng đèn mà nó phát sáng ra, chói ra xung quanh á. Thì đây thì các bạn có thể thấy ở trên màn hình như là mắt của nhân vật Taiga, là nhân vật ở trong truyện Miss City mình đang vẽ ha. Nên cái mắt này nó có một chút phát sáng lên, mình sẽ zoom sát lên cho các bạn thấy. Đó, đây là cái hiệu ứng này đây. Hoặc là các bạn có thể thấy hình minh họa đây là dễ hiểu nhất. Đó, nó sẽ phát sáng kiểu như thế này, tức là các bạn cần có một cái background tối thì nó sẽ sáng càng sáng rõ hơn, và background bên này thì nó không đủ tối cho nên nó không đủ sáng rõ. Rồi, hai cách ở đây, cách thứ nhất là các bạn có thể làm thủ công như mình nói hồi nãy, là khi các bạn làm cái cách như vậy của mình thì các bạn gần như là có thể làm được ở tất cả các phần mềm khác chứ không chỉ mỗi riêng mình Mediabang đâu nha. Tại vì nó cái tính năng nó cũng gần giống như nhau cho nên là cứ xài như vậy thì nó sẽ dùng được thôi. Và cách thứ hai thì là các bạn dùng cọ. Thì một số phần mềm mà nó có cọ sẵn thì các bạn khỏi cần quan tâm đến chuyện đó, không cần phải làm cái này nữa. Còn riêng Mediabang là không có cọ này, cho nên mình đã tốn nửa ngày để mình chế ra. Nói chung chế tới chế lui một hồi thì cũng ra được. Thì các bạn có thể lấy link download cái hình ảnh này, cái hình của cái cọ này nè, ở ngay dưới comment. Hoặc là các bạn có thể lên Facebook, fanpage Facebook CLGTA của mình. Mặc dù là mình khuyến khích các bạn lên Facebook hơn, tại vì trên Facebook mình có thể up được luôn cả cái phần setting á, cái phần cài đặt của cái book, để các bạn thấy lấy được cái thông số các bạn cài đặt lên. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cách đầu tiên. Trước tiên đó là các bạn sẽ làm như thế này, cực kỳ đơn giản thôi. Mình sẽ tắt hết mấy cái này mình làm lại ha. Mình sẽ tạo một cái file mới, và tính cái này mình gom lại vô cho nó một cái group cho nó gọn nha. Rồi, những cái file thao tác cũ thì mình đã bỏ hết vào trong một cái group để có thể làm việc ở một cái file hoàn toàn mới. Mình chỉ giữ lại duy nhất cái hình nền này thôi. Hình nền này rất là đơn giản, các bạn làm một cái lớp kéo nó xuống dưới cùng để làm cái background ha, là cái nền ở phần dưới. Các bạn cứ lựa màu tối thôi, rồi các bạn dùng công cụ cái xô bên này, các bạn đổ cái màu tối lên, lựa một cái màu tối trên bảng ô màu. Đây thường cứ kéo xuống nó gần đen đen như thế này nè là chọn được cái background tối. Thông thường thì các bạn muốn cái gì nó sáng lên thì các bạn nên nhớ chọn cái background tối, thì cái màu này nó mới sáng lên được nha. Quy tắc là như vậy. Rồi, ok. Cách đầu tiên là cực kỳ dễ luôn, là các bạn sử dụng những thứ sẵn có ở trong cái Mediabang này. Các bạn sử dụng Airbrush giúp mình nhé. Tại sao mình chọn Airbrush? Tại vì Airbrush là nó sẽ có một cái độ mờ nhất định của Airbrush. Và bây giờ các bạn tạo một lớp mới, thì tùy các bạn muốn cho nó phát sáng màu gì, màu sáng, màu đỏ, màu cam gì đó, thì các bạn sẽ lựa màu, sau đó các bạn kéo dùm cho mình lên cái màu nó sáng sáng một tí. Tiếp theo nữa là các bạn vẽ nha, để mình tăng kích thước cọ lên thì mình vẽ một đường như thế này. Thì bản thân bởi vì là giữa màu sáng và màu tối thì các bạn đã thấy nó có vẻ nó đã trong sáng hơn, nhưng đây là nhiều khi là chưa phải là cái mà các bạn mong muốn. Các bạn muốn cho nó trông như là nó rực, nó chói lên, đúng không? Thì các bạn sẽ vào pha trộn, chuyển sang thêm. Ở đây bên bản tiếng Anh nó là chữ add, là a d d a d d, là add, tức là cộng vào á. Đó, các bạn chọn sang cái này thì các bạn sẽ thấy là nó sáng lên như thế này, đúng không? Rất là đơn giản thôi. Cách thứ hai, nếu như mà trong trường hợp cái này nó vẫn chưa hài lòng các bạn, thì các bạn có thể vào trong bộ lọc, và các bạn chọn sắc độ, các bạn tăng cái phần sáng này lên, tăng cái độ bão hòa lên, đó, tăng đến khi nào các bạn vừa lòng kiểu như vậy. Thì thông thường là cái ánh sáng trắng là cái ánh sáng mà sẽ gây là chói lóa và nó sáng vừa ý nhất. Thì các bạn thường các bạn sẽ kéo đèn gần như màu trắng, nhưng mà nhiều bạn thì kiểu là nó muốn là nó sáng xanh, sáng đỏ thì nọ các kiểu thì sao, mà nó còn giữ được cái màu nữa, thì là mình sẽ làm cách tiếp theo nha. Đó, các bạn có thể đổi màu nếu như các bạn thích là như thế này. Đây là một cái cách cực kỳ đơn giản, đúng không? Cách tiếp theo, mình sẽ tạo một lớp riêng nha. Lớp này mình bỏ vô trong cái thư mục năm luôn, là cái những cái mà mình đã làm á, bỏ vô trong đó để cho nó đừng có liên quan tới nữa. Cái tiếp theo mình sẽ dùng pen hoặc là G-Pen, cái nào cũng được. Các bạn xài một cây bút nào đó, các bạn đi lên màu. Sau đó các bạn vẽ một đường như thế này là một cái màu, đúng không? Rồi, ok, mình đã có một cái màu này. Bây giờ mình sẽ vào trong chọn. Mình chọn tạo, lựa chọn từ lớp độ mờ. Cái này nó rất là hữu ích khi các bạn, đặc biệt là khi các bạn muốn đi nét. Thì các bạn, cái này nó giúp cho các bạn một việc là các bạn làm nó nhanh hơn.
Thì khi các bạn chọn tạo lựa chọn này rồi á, lập tức tất cả các nét mà bạn đã vẽ ở trong cái lớp này mà nó có độ đặc thì nó sẽ chọn hết lùm cho các bạn luôn. Rồi, như giống như mình vừa mới vẽ một cái đường này, nếu như mình vẽ thêm cái đường nữa thì nó sẽ chọn. Ví dụ nha, để mình cho các bạn hình dung ra thì mình sẽ vẽ thêm vài ba đường phức tạp gì đó nữa ở đây, kiểu như vậy đó. Sau khi mình vào trong chọn, mình chọn tạo lựa chọn từ lớp độ mờ, các bạn thấy không, tất cả các đường vừa vẽ sẽ được lựa chọn hết. Rồi, vùng chọn đã được tạo chọn rồi, mình sẽ vào chọn một lần nữa và mình muốn mở rộng nó ra, mở rộng ra khoảng 10 pixel. Các bạn tích thì mình cứ ô raw corner. Cái raw corner này thì nó làm giúp cho những cái chỗ mờ góc á, nó sẽ được bo tròn lại chứ nó không có bị nhọn. Rồi các bạn nhấn ok thì bạn có thể thấy, để mình tắt cái lớp dưới các bạn sẽ nhìn rõ hơn đó. Cái vùng trắng trắng là cái vùng được lựa chọn đúng không đó. Mình sẽ tạo thêm một lớp nữa là lớp 8, bởi vì là do mình mới vừa chọn cái mở rộng lên cho nên là cái vùng tròn của mình đã được nở thêm 10 pixel nữa ha. Rồi kiểu như vậy. Mình bây giờ lớp mới nhất của mình là lớp số 8 và mình để nó ở trên cùng. Sau đó mình sẽ dùng fill brush ở đây, là cái cây cọ fill này. Các bạn có thể dùng cái xô cũng được, thì cái xô các bạn phải nhấn 2-3 lần, tại nhiều khi cái xô nó sẽ tô bên ngoài nhưng không tô bên trong. Còn mình dùng cái fill này thì mình sẽ vẽ vòng tròn ở phía ngoài vậy nè, xong rồi cái mình thả ra là nó tô hết toàn bộ luôn. Các bạn có thể nhìn vô thumbnail để thấy sự khác biệt nha. Đây là mình dùng cái fill brush đúng không, còn đây là mình đổ bằng cọ nè. Các bạn thấy không, nó đâu có đổ hết hoàn toàn đâu, nó sẽ có một số chỗ sẽ bị chừa lại. Còn nếu như mình dùng fill brush ở đây, mình vẽ một vòng đây là nó lựa hết đó, kiểu vậy. Hoặc các bạn có thể dùng công cụ fill tool ở đây cũng được đó. Fill tool nó cũng tương tự như vậy, chỉ một cái hình chữ nhật như thế này rồi thả ra đó. Cái này thì nếu như bạn nào hay đi coi channel của mình thì các bạn sẽ biết là mình xài cái này nhiều lắm. Ok, sau khi các bạn dùng xong rồi, các bạn vào chọn, các bạn chọn bỏ chọn hoặc nhấn Ctrl D đó là xong. Các bạn tắt vùng chọn rồi. Ok, tới đây là làm được cái gì nữa, các bạn vào bộ lọc nha. Các bạn chọn làm Gaussian, thì các bạn thấy khi các bạn chọn cái làm mờ này, các bạn chọn giá trị khoảng chừng 3 hoặc 4 được. Bước này các bạn có thể làm trước hoặc là làm sau cái bước tiếp theo, cái nào cũng được tùy với mấy bạn. Tại vì mình hay làm cái này cho nên là mình có cái thông số khoảng tầm là 3-4-5 cỡ đó. Rồi mình nhấn ok. Cái nét này bây giờ bị mờ và nó che cái nét ở dưới, tại vì cái lớp này đang nằm trên mà. Bây giờ mình bật cái nền lên để các bạn sẽ thấy rõ nó như thế nào. Rồi, cũng ở lớp số 8 vừa làm mờ đây, mình sẽ chọn sang thêm đây, chính là cái hiệu ứng làm chói sáng mà các bạn mong muốn, đó là đổi màu vân vân các kiểu đó. Ở trong trường hợp mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, các bạn sẽ cho mỗi một thu mục và các bạn kéo cái này vào. Mình không biết tại sao hôm nay là mình không có kéo cùng lúc nhiều lớp lên được đó. Thì các bạn sẽ thấy nếu như vị trí của lớp thay đổi thì cái kiểu độ sáng chiếu sáng của nó thay đổi, thì tùy theo mục đích các bạn muốn như thế nào thì các bạn sẽ thay đổi nó kiểu đó. Rồi ok, như vậy khi các bạn gom nó vào thư mục, mình tạo thêm một lớp bên ngoài. Thư mục này các bạn chọn bỏ chế độ vượt qua về chế độ bình thường giúp mình nha. Đó thì nó sẽ trông như thế này. Mình tắt cái lớp trên này đi. Rồi rồi sau đó cái lớp 10 mình vừa mới tạo này, mình chọn vô sáng bớt. Đây là một cái tips nho nhỏ để mình giới thiệu các bạn, là nếu như trong trường hợp cái này mà các bạn không dùng được, do mình có hai lớp á nên các bạn không dùng cái hue saturation brightness được á, thì mình sẽ chọn cái này và mình chọn phủ overlay ha. Sau đó mình phủ một cái lớp màu, bây giờ đây cũng là màu cam luôn. Thì các bạn thấy do mình phủ cái lớp màu này lên nên cái màu ở trong cái nét mình vừa đi nó sẽ được đổi màu. Ngay tại thời điểm này nếu như mình muốn đổi màu khác thì mình chỉ việc vào trong bộ lọc chọn sắc độ và chuyển cái sắc độ này sang màu khác, thì cái này nó sẽ sáng sang cái màu hoàn toàn khác theo ý của các bạn. Đó, ví dụ như sáng hồng như thế này. Các bạn có thể tăng độ bão hòa hoặc là giảm độ bão hòa đi để tùy theo ý nghĩ của mình mà muốn cho nó thay đổi cái mức độ sáng, mức độ chói vân vân các kiểu dạng vậy. Ví dụ như muốn màu sáng nó đậm hơn thì nó sẽ trông như thế này. Đó là tùy theo ý của các bạn thôi ha. Đây là cách thứ hai. Còn cách thứ ba đó là dùng cọ. Cọ này như nãy không biết cọ này thì là do mình chế ra. Như mình đã nói là mình cọ này do mình chế ra cho nên là không có ha. Thì mình sẽ demo các bạn coi cọ này luôn của mình. Cọ này tên là Glow và khi mình dùng cọ này thì nó sẽ như thế này đây. Đó. Nó sẽ có một cái lớp viền ở bên ngoài sẵn ha, và có một cái nhân ở giữa.
Sau đó mình chỉ sang chế độ thêm thì nó sẽ sáng lên như thế này. Mình có thể dùng sắc độ để có thể đổi màu và tăng giảm độ sáng. Đó, kiểu như thế. Thậm chí nếu như mình vô trong cỏ ở đây và mình chọn làm nhập nhòe sắc độ, mình tăng lên khoảng 60 thì sao? Thì nó sẽ ra như thế này, ra một cái màu chuyển sắc khá là nhiều màu, nó kiểu như vậy. Thì đây là cái cỏ của mình chế ra, nó không đáp ứng 100% bằng cái cách thứ hai của mình. Cách thứ hai thì nó cực hơn chút xíu, nhưng mà rõ ràng các bạn thấy kết quả nó đẹp hơn rất nhiều, đúng không? Rồi cái cách còn cái cỏ của mình thì là sẽ hỗ trợ các bạn ở trong một số điều kiện nhất định. Ví dụ như ở đây mình sẽ tạo một cái lớp và mình chọn thêm, thì mình vẽ ra như thế này, thì các bạn thấy không, với cái cọ này của mình là cái mắt nó sẽ dễ dàng lé sáng lên như thế này, kiểu vậy. Thì các bạn zoom ra xa, các bạn có thấy thấy là mắt nhân vật đã được làm sáng lên như vậy. Đó, mình chỉ việc vẽ ra đây thôi, hoặc là vẽ theo trong viền tóc các kiểu, tạo các hiệu ứng nào đó trong tranh này nọ. Đó, các bạn có thể giảm nhạt nhòe sắc độ xuống và chỉnh cái màu này lên kiểu màu cam đi, màu cam vàng, màu vàng cam. Các bạn cũng có thể thử cái chế độ blending khác của nó. Tại vì mình chuyển sang cái này rồi, thực sự là mình không có nhớ lắm là cái tên tiếng Anh nó nào. Thì thông thường mình hay xài tiếng Anh đó là mình sẽ xài những cái chế độ blending là dodge, chắc là cái này rồi. Dodge hoặc là add, nó sẽ làm cho cái glow này lên. Bên Clitoral Pen cũng vậy. Bên Clitoral Pen thì nó có cái glow dodge, cái đó là cái mình hay dùng nhất để thể hiện mấy cái này. Rồi, tóm lại đây là cái tutorial khá là nhỏ, một bài hướng dẫn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà có ích ha. Và tại vì mình thấy mình cũng dùng nhiều khi mình vẽ truyền tranh, nên hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.